Xin chào khán giả của chuyên mục Ngon và Lành. Và những dịp trung thu như thế này thì tất cả mọi bánh trung thu đều xuất hiện trên thị trường, từ cao cấp cho đến bình dân, rất nhiều chủng loại để cho mọi người lựa chọn. Ngay cả các bà nội trợ khi có thời gian thì cũng vào bếp để thực hiện những chiếc bánh trung thu. Tuy nhiên thì ngày hôm nay Ngon và Lành sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một loại bánh là vô cùng đẹp mắt, dễ thương và rất là hấp dẫn với các em nhỏ. Và cộng thêm là vào những cái buổi mà phá cỗ thì những chiếc bánh này sẽ làm cho mâm cỗ của chúng ta thêm đẹp mắt hơn và phong phú hơn. Và trước khi để thực hiện những chiếc bánh này thì xin mời quý vị và các bạn cùng xem đoạn clip sau đây để biết xem là những chiếc bánh trung thu đó nó có những hình dáng như thế nào. À, vâng, và chủ nhân của những chiếc bánh xinh xắn mà các bạn vừa xem đó là chị Lã Thu Giang. Chị là chủ của tiệm bánh Nhà Còi. Xin chào Giang. Nói về những chiếc bánh xinh xắn mà quý vị và các bạn vừa được xem thì chắc hẳn là Giang cũng phải để mà đựng một chiếc bánh xinh đẹp như thế thì chắc là bạn cũng đã làm lâu rồi đúng không? Thì bạn có thể chia sẻ là mình đã có kinh nghiệm trong việc làm bánh này lâu chưa và cơ duyên nào mà mình lại chọn những cái chiếc bánh mà rất là xinh xắn như thế để mình thực hiện? Tôi đã làm bánh trung thu này được 5 năm rồi ạ. Từ khi còn bé thì tôi rất thích các cái dòng bánh con thú. Ngày xưa thì chỉ có mỗi cái con cá chép hoặc là con lợn thôi, mà người ta cũng chỉ làm bằng khuôn. Thì lớn dần thì vì cái niềm đam mê đó mà mình chưa thể tự tay làm một cái bánh cho riêng mình ý, thì cũng tự tìm tòi học hỏi và cũng làm ra một cái bánh đầu tiên là hình con lợn. Rất là dễ thương, và khi mà chia sẻ với mọi người thì mọi người cảm giác là rất là hào hứng và muốn là được thưởng thức những cái bánh như thế, nên là đấy là động lực để tôi phát triển cái dòng bánh hình con thú này. Tức là mình sẽ làm bằng tạo khuôn bằng tay hết đúng không ạ? Chứ không phải là những cái khuôn mà có sẵn. Đúng rồi ạ. Bây giờ mình có thể giới thiệu nguyên liệu của chiếc bánh con thú xinh xắn này nhá. Thì bạn có thể giới thiệu qua nhỉ? Đầu tiên là vỏ bánh này, xong đến nhân bánh. Vỏ bánh trung thu truyền thống thì bao gồm những cái nguyên liệu căn bản là đầu tiên phải nước đường. Nước đường là cái thành phần quan trọng nhất, và đấy là cái nguyên liệu để khiến cho cái bánh của mình có sự khác biệt với cả những nhà khác. Và cái nước đường đấy mình phải chuẩn bị khá là lâu, trên hơn nửa năm. Thì nước đường nó sẽ có cái độ đặc sánh và nó quyện vào với nhau. Mình sử dụng đường nâu và có sử dụng nước cốt chanh để giúp cho cái đường của mình, nước càng để lâu thì nó càng ngon mà nó lại tránh lại đường. Nó không bị vón lại đường. Đúng rồi, đúng rồi. Tiếp đến đấy là bột mì. Có thể dễ dàng mua tất cả các loại bột mì ở trên thị trường. Và dầu ăn và lòng đỏ trứng. Tức là mình chỉ sử dụng lòng đỏ trứng thôi. Đúng rồi. Và phải là trứng gà hay là trứng gì cũng được. Riêng Nhà Còi thì chuyên sử dụng trứng gà ta. Thật ra trứng gà ta nó sẽ chi phí nó sẽ cao hơn một chút, và cái phần trọng lượng ấy nó sẽ bị thấp hơn một chút. Nhưng mà nó lại ra cái thành phần bánh rất là mộc tự nhiên và có cái hương vị đặc biệt khác hẳn là trứng gà công nghiệp. Tiếp đến đi nhân đi, tôi thấy ở đây có các màu này trông rất là hấp dẫn. Nói qua cái nhân này. Về bánh truyền thống thì bao giờ cái nhân thập cẩm cũng là cái nhân được mọi người yêu thích nhất. Và sau đó những cái nhân nhuyễn ngọt thì người ta có thể ăn một cách thoải mái như kiểu trẻ con ấy, đặc biệt là trẻ con có thể rất là thích cái nhân nhuyễn ngọt như là nhân đậu xanh, trà xanh, khoai môn, mè đen, lá dứa. Cái này là để cho quý vị và các bạn cùng nhà có thể là lựa chọn phong phú từng khẩu vị đúng không ạ? Nếu mà ăn thập cẩm không thì mọi người sẽ bị gọi là hơi nhà một tí, thì mình có thể đổi vị để cho chiếc bánh của chúng ta hấp dẫn hơn. Có lẽ thì bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào để làm những chiếc bánh xinh xắn đó. Các bạn có thể sử dụng với công thức của Nhà Còi là 2 cân bột đa dụng, 1 cân 2 nước đường mình nướng, 400ml dầu, 400ml đúng không? Và 12 lòng đỏ trứng gà. Và chúng ta sẽ trộn đều các cái thành phẩm chất lỏng vào với nhau.
Vậy bây giờ thì chúng ta sẽ cho vào máy để đánh trước là nước đường này, đúng dầu rồi. Ăn và trứng trước làm đúng không trứng. Ạ? Vâng. Rồi. Và sau đó khi mà chúng ta đã quyện mọi thứ nó quyện quyện rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ đổ bột vào từ từ đúng không? Đúng rồi ạ. Sau khi trộn bột xong thì mình sẽ có cái thành phẩm vỏ bột như thế này. Và từ cái vỏ bột này thì mình chỉ cần để cho nó nghỉ tầm 3 phút thôi là mình có thể bắt đầu công đoạn là chia bột và bắt đầu bọc nhân và tạo hình. Nghỉ cho 3 phút để bột nó được gọi là nở đấy ạ. Gọi là bột nó có sự kết dính với nhau, rồi. Nó đều với nhau. Với một con thú tầm khoảng 75 hoặc là 80 gram thì mình có thể nhiều người có thể chia tỷ lệ 50-50, hoặc là như nhà mình thì có thể chia là 35 và 40, lấy 35 gram bột, tức là 35 gram bột và 40 gram nhân ạ. Vâng. Từ cái viên bột này thì mình có thể cán ra và mình cho cái loại nhân mình mong muốn vào và mình bọc, mình vê tròn. Cái bánh con thú này mình cần nhiều kỹ năng hơn. Còn làm bánh truyền thống thì mình chỉ đơn giản là dùng khuôn thôi. Mọi thứ nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Và không phải ai cũng làm được bánh con thú mà tạo hình ra nó có sự dễ thương. Dễ thương mà còn sinh động đúng không ạ? Đúng rồi. Nhìn các bé rất nhiều người đi học là nạn thú nhưng mà những cái sản phẩm ra cũng chưa thật sự là có cái ấn tượng. Chiếc bánh của chúng ta nhiều khi nhìn nó cũng phải có hồn nữa. Đúng rồi ạ. Vâng. Thì nó là cái sự khéo léo của những cái người mà tạo ra nó. Đúng rồi. Cái này là do năng khiếu đấy. Nhiều khi là mình đi học thì mình chỉ biết được cái công thức là làm ra như thế thôi. Nhưng mà để một cái thành phẩm mà ra thì nó như một gọi là tác phẩm nghệ thuật đấy. Đúng rồi ạ. Vâng. Coi như vậy là chúng ta đã làm được xong, gọi là tạm xong rồi. Dạ. Là cái gọi là cái bánh nhân và cái vỏ bên ngoài. Dạ, đúng không ạ? Đây là cái phần tạo hình đầu tiên, đó là dạ. Bao giờ phải nặn một khối tròn. Ừ. Và mình sẽ tạo hình trên cái khối tròn đó. Với con lợn thì ấy, mình sử dụng hạt đậu đen để làm mắt. Ừ. Và chính cái bột, vỏ bột để làm các cái phụ kiện tai, mắt, mũi. Ừ. Có điểm chút thêm cái hoa lá bằng một chút màu thực phẩm thôi. À. Chứ còn không sử dụng cả nguyên một con lợn bằng một cái màu nào khác ngoài cái vỏ bột mộc truyền thống. Cái hoa lá này thì cũng được làm từ bột này. Và đúng nó rồi có khuôn của nó rồi. Bây giờ chúng ta sẽ để ra đây nhé. Để chúng ta sẽ làm cái tạo hình trước và gắn này lên sau. Trước tiên là mình sẽ tạo hình mắt. Ừ. Để lấy mắt làm tâm. Ừ. Và sau đó mình sẽ tạo hình các cái bộ phận khác như là tai, mũi. Thì nó sẽ dễ hơn. Ừ. Sẽ chọn những cái hạt đậu đen nó bằng nhau. Và chúng ta sẽ tạo hình cái mắt. Và nên sử dụng cái lòng trắng nó hướng lên trên. Ừ. Thì mình sẽ nhìn thấy cái con lợn nó có cái độ sinh động. Mình lấy một chút cái nguyên liệu ở vỏ bột thôi. Ừ. Mà mình sẽ vê tròn. Ừ. À, sau khi vê tròn, các bạn rất đơn giản, các bạn có thể ấn bẹt. Bẹp xuống. Và một đầu các bạn có thể bóp nhọn một chút và đặt ở trên phần trên của cái mắt. Vách check lên trên và lấy cái động cụ nhọn bạn tạo hình, lấy một chút bột tương đương cái phần tai mình cũng nặn tròn. Và mình sẽ làm mũi ạ. Mình sẽ để tạo hình ở dưới cái phần hai cái mắt. Đã ra hình khuôn hình con lợn. Vâng, rồi đấy ạ. Khi mà mình có cái mũi là mình đã thấy rồi. Ra hình ảnh con lợn rồi đấy ạ. Chú lợn rồi, đây. Đây. Và mình có thể thêm một số cái chi tiết nhỏ nữa để hoàn thiện con lợn hơn. Ví dụ là mình cho thêm một cái môi vậy. Môi rất xinh. Và mình để ý về cái tiểu tiết thôi. Trong vòng chưa đầy 30 giây. Chưa đầy 30 giây thì là các bạn có thể hoàn thiện một cái phần tạo hình con lợn được rồi. Mình sẽ thêm một cái bông hoa nhỏ nhỏ để thêm cái phần sinh động cho con lợn. Nhìn con lợn có vẻ đáng yêu. Và chúng ta sẽ sử dụng cái khay nướng này để mang ra tiếp tục cái công đoạn nướng. Nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Vậy cái thời gian mà để nướng chiếc bánh này thì nó khoảng bao nhiêu lâu ạ? Và quy trình nướng như thế nào ạ? Thời gian thông thường
thì mình sẽ nướng 2 lần, mỗi lần là khoảng 15 phút, và giữa cái khoảng thời gian đó thì mình sẽ xịt nước và sử dụng cái hỗn hợp mà lòng đỏ trứng và nước để phết làm tạo cái độ đẹp mắt cho bánh và cái độ thơm ngon cho bánh. Và mỗi lần đầu tiên mình có thể nướng ở cái mức 210 độ, và lần thứ hai thì tùy theo cái độ chín của bánh và cái trọng lượng của bánh thì mình có thể tăng từ 150 đến 170. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mang khay bánh những chú heo xinh xắn này đi nướng, và quý vị và các bạn hãy nán lại màn hình để xem sau khi cái thành phẩm của chúng ta ra thì nó sẽ được đẹp mắt như thế nào. Vâng, như vậy là chú heo của ta sau thời gian nướng thì đã ra thành phẩm như này rồi. Bởi lớp trứng ở ngoài đâm ra là bánh của chúng ta nhìn rất là đẹp mắt đúng không ạ? Tạo hình rất là ngộ nghĩnh. Vậy cho mình hỏi là với chiếc bánh như thế này thì theo bạn làm như thế nào thì nó sẽ là yêu cầu? Một chiếc bánh đạt yêu cầu khi mà ra lò thì mọi người sẽ thấy cái vỏ bánh nó căng và nó không bị nhăn nhúm. Thứ hai nữa là các cái chi tiết nó cũng không bị biến dạng, nó căng phồng đều. Tiếp theo là cái màu của bánh là nó có cái độ màu vàng hơi nâu, và màu nhạt quá thì làm bánh nó không có độ hấp dẫn, còn màu mà sẫm quá thì bánh nó hơi bị quá lửa, và các cái họa tiết thì nó không bị quá cháy xém, nó giữ được cái màu nguyên bản của nó. Cho mình hỏi làm thế nào mà nướng để khéo vậy mà tại sao là cái vỏ bánh đằng này này thì lại vàng đều mà lại chiếc mũi và cái tai của chú lại hơi nâu nâu một tí, nó điểm nhấn để cho chiếc bánh của chúng ta lại càng ngộ nghĩnh hơn. Thường thường là trong nguyên tắc nướng ấy thì những cái chi tiết nào mà nó bề lên trên lên trên, bề mặt lên trên và nó lồi hơn ra thì nó sẽ bắt lửa hơn và nó sẽ màu sẫm hơn. Vâng, đấy gọi là cái cảm quan ban đầu. Thế còn về nhân bánh đi, và cũng như là cái vỏ bánh khi ăn thì chúng ta lại thấy hương vị nó như thế nào? Để một cái bánh mà ăn có độ vừa tới mà nó đạt chuẩn vị thì mình nên để cái bánh nướng theo cái vỏ truyền thống này là sau 3 ngày xuống dầu thì bánh sẽ mềm hơn, nhân và vỏ nó quyện với nhau hơn, và cái vỏ nó cũng thấy một lớp mà bóng, nó đẹp hơn. Đấy là cái thời gian mà phù hợp để chúng ta có thể thưởng thức bánh. Và khi ăn thì cái nhân của chúng ta nó sẽ có vị ngọt vừa đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Và cái vỏ thì thế nào ạ? Vỏ của chúng ta có vị thơm, bùi và nó mềm dẻo ạ. Và bảo quản nơi gọi là kín bên ngoài thôi và ăn hết trong vòng một tuần đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng, và hy vọng với sự gợi ý của chị Giang ngày hôm nay thì khán giả Và Ngon Và Lành có thể thực hiện những chiếc bánh xinh xắn như này, và rủ những cháu bé vào bếp cùng. Có lẽ là trong cái dịp Trung thu này thì các em sẽ đón một cái Tết Trung thu sẽ thích thú này và ý nghĩa hơn nhiều. Và xin chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.